Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chuyên mục trồng chậu nha, về cây hồng đen sô-cô-la. Thì cũng có nhiều anh chị đang quan tâm về giống hồng đen sô-cô-la, trồng thời gian bao lâu ra trái ha. Thì ngày hôm nay Ly đi vườn nè, ngồi cạnh cây hồng luôn, đang cho trái. Cây này là 1 năm tuổi nha bà con. Cây 1 năm tuổi mà trên cây đang cho trái nè, trái sum sơ luôn ha. Cây này là 23 trái nha, Ly có đếm rồi, 23 trái nè. Một chùm nè, một dạt chỗ này là một chùm trái luôn nè. Rồi bên đây nữa nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy mê không ạ? Trái rất là sai nha, cây càng to thì trái nó sẽ càng nhiều, trái nó nẹo trên cây luôn á. Nó chai ra trái ngoài đọt nè. Cái chùm này không à, 8 trái nè. Thấy không? Chụp hình lại cái ra nha. Đó, cái nhánh này không à, 8 trái rồi nè. Rồi ở dưới đây nữa nè. Đây nè, quý bà con chúng ta thấy không? Dưới đây nữa nè. Rồi, còn bên đây nữa nha. Những cái trái đó nó còn non, nó còn nhỏ nha bà con. Khi cái trái hồng đen sô-cô-la này nó lớn hơn thì trái nó sẽ sai hơn nữa nha. Đó, nhìn nó tròn tròn, nó cũng rất là cưng. Và đặc biệt trồng chậu được luôn nha bà con, trồng đất vẫn được luôn. Trong ruột ăn thì nó sẽ dẻo, nó sẽ dẻo và nó có màu giống hơi y hệt như trái sô-cô-la của chúng ta vậy đó. Nhưng mà sô-cô-la của chúng ta là sô-cô-la chế biến nha, còn thằng này là sô-cô-la tự nhiên nha bà con. Đó, còn gọi là cây hồng tình yêu. Trái tròn tròn, rất là cưng, rất là đẹp, rất là độc đây ha. Trồng chậu thì tầm khoảng là từ 15 tháng cho trái nha. Trồng đất thì tầm khoảng là có khi chúng ta chăm sóc tốt giống như cây này thì tầm khoảng 10 tháng thì bắt đầu cho trái rồi. Cây này là 1 năm nhưng mà trên cây đang đeo rất là nhiều trái nha. Đó. Thì ngày hôm nay Ly giải đáp cho quý bà con chúng ta trồng hồng đen sô-cô-la thời gian bao lâu ra trái. Thì Ly trả lời cho quý bà con chúng ta tại gốc cây 1 năm tuổi nha. 1 năm tuổi thì bắt đầu cho trái rồi nha bà con, nếu như chúng ta chăm sóc tốt ha. Hồng sô-cô-la, cây giống độc lạ nha. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên Ly đang cung cấp cây giống giá bán là 300.000 trên một cây, cây nhỏ nha bà con. Trong 1 năm thì nó sẽ có thành quả giống như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.